Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết 12 giờ ngày 12 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã từng thông tin tại tỉnh Cà Mau, khô hạn đã khiến nhiều tuyến đường nhà dân bị sụt lún nghiêm trọng. Đến nay tình trạng vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng khô hạn đã làm kết cấu các tầng bị yếu, cộng với việc xây dựng của người dân đã tạo sức tải lớn trên vùng đất này, dẫn đến việc sụt lún đất liên tiếp xảy ra trên diện rộng. Theo dự báo tình trạng khô hạn sẽ vẫn tiếp diễn ở các tỉnh ở phía Nam. Khi hiện nay khu vực này đang chịu sự chi phối của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới nên nhiệt độ duy trì ở mức cao, nắng nóng xảy ra cục bộ tại vùng cao nguyên và nhiều nơi trên khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ trong 3 ngày tới ở Tây Nguyên sẽ ở mức từ 32 cho đến 35 độ, còn ở Nam Bộ, nhiệt độ là 35 cho đến 37 độ. Vào lúc chiều tối mây rông cục bộ có khả năng hình thành và cho mưa tại phía nam Tây Nguyên và một vài nơi ở Nam Bộ. Mưa phần nào xoa dịu cái nóng gai gắt đang hiện hữu tại khu vực này. Trong những ngày tới, mưa rông sẽ tăng hơn ở các tỉnh phía Nam. Mưa nhiều hơn trên nền đất đã sụt lún bởi hạn hán sẽ khiến nền đất trở nên yếu hơn. Vì vậy khuyến cáo người dân phía Nam cần có các biện pháp để tránh sụt lún thêm. Trở ra với thời tiết các tỉnh miền Bắc, nắng nóng cũng sẽ được cải thiện dần khi những đợt mưa rông xuất hiện xen kẽ. Theo dự báo từ đêm nay 12 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 ở bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng. riêng khu vực việt bắc và các tỉnh ở đông bắc sẽ có mưa vừa và mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 40 mm, có nơi còn trên 70 mm. Do có mưa nên nhiệt độ cũng giảm dần, trời mát mẻ hơn. Mưa nhiệt tại phía tây bắc bộ không vượt quá ngưỡng 33 độ, còn ở các tỉnh phía đông bắc nhiệt độ cũng chỉ ở dưới mức 32 độ. Ở miền Trung, những ngày tới, rãnh mây rông di chuyển xuống, mưa cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Nhiều nơi đạt lượng mưa vừa, mưa to và rông. Người dân cần chú ý những nguy cơ tiềm ẩn trong mưa rông như là lốc xoáy, mưa đá và gió giật. Do có mưa nên nhiệt độ tại Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế chỉ ở ngưỡng mát mẻ trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Còn từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trời nắng nhiều hơn và nhiệt độ vẫn ở mức từ 32 cho đến 35 độ. Và sau đây là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị theo dõi. Tại phía Tây Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, thời tiết duy trì trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông, mưa tập trung chính trong ngày 13 và ngày 15, cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới cũng không vượt quá ngưỡng 33 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào và rông, mưa tập trung chính trong ngày 13 và ngày 15, cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ trong 2 ngày tới giao động trong mức từ 29 cho đến 32 độ. Sau đó sang ngày 15, nhiệt giảm chỉ phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác trong ngày 13 và ngày 15, cần đề phòng khả năng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ trong 2 ngày đầu ở mức từ 31 cho đến 34 độ. Sau đó sang ngày 15, nhiệt giảm chỉ còn phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc mưa rông tăng hơn trong chiều tối và đêm ngày 15, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông. Nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, 3 ngày tới mây thay đổi ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ chưa biến động nhiều, ổn định trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Tại khu vực Nam Bộ, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông ở vài nơi. Cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ vẫn ở mức cao, giao động từ 35 cho đến 37 độ. Tại khu vực Hà Nội, 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào và rông. Mưa tập trung chính trong ngày 13 và ngày 15. Nhiệt độ trong 2 ngày tới dao động từ 30 cho đến 33 độ, sau đó sang ngày 15 nhiệt giảm chỉ phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Trên biển trong 3 ngày tới, tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, gió phổ biến dưới mức cấp 5 nên tàu thuyền của bà con có thể ra khơi an toàn. Cũng tương tự khu vực quần đảo Trường Sa, trời cũng nắng ráo ít mưa, gió hoạt động ở mức cấp 3 đến cấp 4 thuận lợi cho những chuyến ra khơi của bà con ngư dân trong 3 ngày tới. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!